Vâng, xin được chào quý vị và các bạn đã truy cập vào kênh của Tiến Audio Hải Dương. Clip này tôi sẽ vẫn test bằng đôi loa AR-TW610. Lần trước, clip trước tôi test bằng nhạc vàng, là còn clip này tôi sẽ test nó bằng một bản nhạc liên khúc để quý vị và các bạn có điều kiện thẩm âm rõ nét về tiếng bass uy lực của dòng loa này. Nó rất khổ. Và các sản phẩm tôi đã đăng lên thì tôi đã báo giá từng sản phẩm một. Đôi loa này với một tình trạng còn đẹp như thế này, bóng bẩy như thế này, bass 30, chắc titan, trung 16. Đôi loa này có giá 13 triệu, 13 triệu đồng, chưa bao gồm cước vận chuyển. Quý vị chỉ thêm 2-300 nghìn tiền cước vận chuyển là ok rồi. Còn chiếc âm ly Delon BMA 760, hai hồi có hai bên còn bóng nặng đẹp, lẫy lừng không có vết gì. Với tình trạng đẹp như thế này, tôi bán chiếc âm ly này là giá 6 triệu đồng, cũng chưa bao gồm cước vận chuyển. Đây, quý vị hãy tham khảo. Đây là tình trạng một bên là tôi bỏ e căng ra, như clip trước tôi đã bỏ cả e căng, còn clip này là bên này tôi để e căng mặc áo cho em nó. Tình trạng loa đẹp xuất sắc. Bữa này nghe đa thể loại nhạc, nhạc bốc và nhạc mạnh, nhạc vàng đánh rất tí tách, nghe đa thể loại nhạc. Hoặc là một đôi loa đáng tầm chơi, đáng săn lùng. 13 triệu, nhưng chưa chắc các quý vị và các bạn đã tìm được những đôi loa 13 triệu mà có một cái âm thanh hay như này. Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thẩm âm. Đây là tôi đang mở bằng điện thoại nha, do mạng hôm nay kém nên tôi không mở bằng tivi được. Cái đầu đĩa kia thì tôi chỉ có nhạc trữ tình, nhạc vàng thôi, tôi không có nhạc bốc. Còn bây giờ chúng ta cùng thẩm âm nhạc bằng điện thoại nhá. Điện thoại thì nó không được hay, bằng đầu được, mới để tivi xuống được. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đeo tai nghe vào nhá, để thẩm âm đôi loa tiếng bác tôi cho nó giảm đi chút. Tiếng bát quá uy lực, nhỏ như có bó. Đôi loa này không kén âm đi các bạn nha, nó có thể gấp ghép với bất cứ âm đi nào, từ công suất nhỏ đến công suất lớn. Thì rằng tôi ghép với con Delon 760 này nó đã là cặp âm ý quá hay rồi. Đi tầm trung giá 6 triệu đồng, nhưng cho chất âm tuyệt tác luôn. Vì chất âm đi này tôi bán giá có rẻ, những hàng tôi bán ra so với thị trường là rẻ nhất, rẻ so với thị trường giá từ 1 triệu rưỡi trở lên cho đến 2 triệu đồng quay lại, và hàng là đảm bảo còn nguyên zin. Thế nên là những đôi loa này thì cái âm của nó là bằng gân mút, cho nên là khi mà dùng gân mút thì chúng ta 2-3 năm chúng ta lại phải thay gân. Còn mấy cái vấn đề cái thay gân này loa nào cũng phải thay, đặc biệt là cái dòng sở hữu gân mút thì 2-3 năm chúng ta phải thay gân một lần. Thế việc thay gân nó không ảnh hưởng đến chất âm quý vị nhá.
clip sau tôi sẽ test một đôi loa anh có tên là hoa PDT ở trên đỉnh đàn loa kia để cho quý vị cùng thảo luận. Mọi yêu cầu để biết thêm sản phẩm mà tôi đăng lên thì quý vị hãy truy cập và nhấn nút đăng ký kênh của tôi để có được những video mới nhất mà do tôi đã đăng lên. Xin mời quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh của tôi để biết được những sản phẩm tôi đăng lên. Và mọi nhu cầu mua bán quý vị có thể gọi vào số điện thoại 0966 603 153, tôi để số điện thoại trên đầu kênh. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại nha.